nắp động cơ xăng các bạn nhé. Thì như các bác đã biết thì cái mẫu 5TA này là sử dụng động cơ điện một pha gia đình, và nó có cái tùy chọn là động cơ xăng hoặc là động cơ dầu. Thì hôm nay em gửi cho các bạn này là cái động cơ xăng các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể xem tổng quan cái máy động cơ xăng. Đấy, động cơ xăng GX200 rất là nhỏ gọn, đặt dưới máy. Cái này nó khắc phục cái nhược điểm mà lúc mà bác ở nhà bác có cái máy phát điện rồi nhá, bác dùng máy phát điện để phát điện lên, sử dụng máy bơm cỏ để mà băm thức ăn chăn nuôi. Thì cái sự mà sử dụng ba cái máy phát điện đấy rất là tốn tiền, nên là bác đã đặt bên em thêm một cái máy băm cỏ như này sử dụng thức ăn để mình làm trực tiếp luôn. Thì đối với các bác nào chưa biết về máy băm cỏ thì em xin giới thiệu các bác một chút. Là máy băm cỏ đây là máy 5TA chuyên băm cỏ voi, băm mía, băm ngô. Các bác có thể bỏ nguyên liệu từ đây vào, nó có hai lô cuộn để cuộn cỏ cho các bác. Đây các bác xem cái băm máy. Khi mà nguyên liệu nó vào đấy thì nó sẽ tự động cuộn, nó tự động cuộn luôn. Có hai quả lô cuộn này, hai quả lô này sẽ cuộn vào và nó sẽ đi chuyển nguyên liệu ra đây. Thì ở đây nó có một cái dao đây làm đế chắn này, và có bốn lưỡi dao quay một tròn này, thì nó sẽ chặt cỏ, chặt mía, chặt ngô. Đấy, nó chặt nguyên liệu chặt như thế này và nó phun ra cửa phía trước. Đây là cửa trước đây. Đấy, nó sẽ phun ra cửa phía trước. Còn về cái số thì cái máy này có hai chế độ nhá, một là chế độ bấm ngắn này, hai là chế độ bấm dài này. Và ở giữa đây là cái chế độ dao quay nhưng mà lô không quay các bác nhé. Đấy, chế độ này tối được mò. Đấy là có chế độ là chỉnh dao băm ngắn dài. Và máy thì chạy thì kéo dây cu loa, cu ly nằm ở đây. Thì hầu như cái máy này một máy phổ biến thì nó sẽ dùng động cơ điện 3 kỳ tốc độ 2.000 km/h, sử dụng điện 3 gia đình nhé. Các bác lắp điện 3 pha, lắp được con dâu, con xăng, cái máy bên này được lắp được nhé. Và máy thì thiết kế 4 cái bánh xe có thể di chuyển các bác. Đấy, con nào mà điện khỏe có thể dùng viên, còn điện yếu thì như em chia sẻ rất là nhiều, các bác có thể sử dụng cửa xăng hoặc là động cơ dầu như thế này. Đấy, đây là một cái nhá. Thì cái máy này thì các bác chăn nuôi để đạt cái công suất của nó đến 500 kg đến giờ, 5 đến 700 kg đến giờ. Và bây giờ em sẽ thử con động cơ này cho các bác xem nhé. Đầu tiên các bác lưu ý cho em cái đặc điểm này, khi mà hoạt động máy này các bác lưu ý em cái đặc điểm là cái chỉnh này các bác phải dừng hẳn động cơ rồi phải chỉnh nhá. Ví dụ như các bác muốn băm thì các bác bắt buộc là phải chỉnh sang chế độ băm luôn để các bác dừng tổ động cơ. Thì bây giờ em sẽ cho sang chế độ băm luôn, chỉnh sang một chế độ băm luôn để các bác có xem. Đây, em chỉnh chế độ băm dài nhá, nằm phía bên ngoài của nó này. Còn về sử dụng á thì ngắn này, chế độ bằng ngắn các bác này. Đó, các bác quá nhiều điều chỉnh thì các bác chỉnh bằng một cái tay chân như đây để nó di chuyển nhé. Đấy, còn về các bác sử dụng cho em là các bác nhớ bôi mỡ vào trong những cái tay chân này. Đó, bôi mỡ bên nạc cả hai bên luôn nhé. Và bây giờ em sẽ tiến hành nổ. Về cái động cơ xăng như thế này thì đầu tiên các bác bật công tắc ở đây này, bật công tắc này. Đó, các bác thấy chưa? Đây, em bật công tắc này, đây, đó. Các bác lưu ý cho một vài điểm này. Ở đây là khóa xăng này, thì các bác để ý nguyên nhé. Ở đây là cái ga này, đây là hình con đua này, cái con cỏ này. Thì sang đây là ga sẽ cao hơn này. Cái nấc rửa đây là cái nấc le gió các bác này, le gió này. Thì bây giờ muốn nổ em sẽ đóng le gió lại. Và lúc mà máy nổ lên á, em sẽ làm thêm một cái thao tác là đẩy cái le gió này mở ra. Đấy, bây giờ thì em sẽ nổ cho bác xem. Lên đóng lên gió, giật đầu ga cao lên chút để sử dụng. Công tắc là các bác sẽ tắt bằng công tắc ở sau đây. Đấy, còn xăng thì các bác sẽ làm vòi xăng để đổ đầy bình cho em vào được. Máy này các bác sử dụng khoảng 30 đến 50 giờ làm việc. Các bác để ý nhớt và thêm nhớt vào đây là được nhé. Đấy, đây là toàn bộ cái máy băm cỏ 5TA xăng. Em chuẩn bị giao hàng cho khách. Thì hỏi thông tin chi tiết các bác cần tư vấn hoặc mua hàng có thể liên hệ tiếp vào bên em. Máy nông nghiệp uy tín nhất của chỉ là có đủ thiết bị chiến đấu kẻ ác và 0988 3389 các có thể truy cập website www.
ý kiến cho con các bác nhé. Rồi em xin cảm ơn các bác.